Chào các em nha. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài kiểm tra học kỳ 2. Đó, hôm nay thì thầy sẽ chọn và cho chúng ta một cái đề để kiểm tra học kỳ 2. Hôm nay cũng tình cờ vào trong thư viện ở nhà trường thì thầy cũng thấy được một cái cuốn bộ đề rất là hay. Và thầy chọn cái đề số 10 với hy vọng là tất cả các em đều đạt cái điểm 10. Rồi, giờ không linh tinh liên thuyên nữa, chúng ta vào đề nhá. Rồi, cái đề số 10 của chúng ta thì bao gồm theo đúng thông tư 22, bao gồm hai phần. Phần thứ nhất gọi là phần trắc nghiệm khoanh tròn chữ cái, phần thứ hai gọi là phần tự luận. Đó, và tổng cộng ở đây thì chúng ta sẽ có là 9 câu, 4 câu trắc nghiệm và 5 câu ở tự luận. Rồi, chúng ta sẽ vào câu số 1 nha, phần 1 nha. À, phần 1 năm mã nè. Phần 1 năm mã. Là chúng ta sẽ chọn đáp án ABCD. Rồi, chúng ta vào câu số 1. Hình tứ giác MNPQ có mấy cặp cạnh song song với nhau? Chúng ta thấy MNPQ này. Đó, vậy thì hình này chúng ta quan sát, chúng ta biết đây là dạng hình gì? Hình thoi, đúng không? Hình thoi thì có bao nhiêu cặp cạnh song song nhỉ? Ta biết được ngay đây là gì, có hai cặp cạnh, đó là MN song song với PQ. Thứ hai là MQ song song với NP. Vậy thì nó có hai cặp cạnh. Vậy thì đáp án của chúng ta đó là đáp án gì? Đáp án A, đúng không? Rồi, xong bài. Xong câu 1 nha, câu 2 nè. Câu 2 họ yêu cầu chúng ta tìm x. Tìm x biết chúng ta phải giải ra mới được nha. X chia cho 200 bằng 2450. Đó. Vậy thì thông thường thì cái bài này chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi thì chúng ta phải giải ra. Rồi chúng ta có thể đặt phép nhân đây nhá. 2450 nhân với 200 này. Được chưa? Rồi chúng ta hai số 0 thì không cần nhân nha, chúng ta nhân từ đây. 5 nhân với 2 là 10, 0 nhân 1. 4 nhân 2 là 8 nhân 1 là 9. 2 nhân 2 là 4. Rồi, vậy thì đây chúng ta sẽ có thêm mấy số 0 vào đây? 1, 2. Đúng không? Phải không các bạn? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu? 49.000, đúng không? Đúng chưa các bạn? 490.000 nha. Rồi, vậy thì chúng ta tìm xem các đáp án A, B, C, D có nào là 490. Rồi, vậy thì đây chính là đáp án này. Đáp án của chúng ta cũng lại là đáp án đáp án A, 490.000. Rồi, sang câu số 3 nha. Rồi, câu số 3. Thầy sẽ cho hai cái hình như sau, hình 1 và hình 2 này. Ta hỏi chúng ta diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn diện tích hình hai hình bằng nhau và diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình vuông. Rồi bây giờ muốn biết được cái này thì bắt buộc chúng ta lại phải thực hiện. Chúng ta quan sát đây, chúng ta thấy đây đơn vị là deci, đây là đơn vị là gì? Centi. Vậy thì chúng ta phải tính diện tích. Đây là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì có chiều dài là 4 deci, chiều rộng là 2 deci. Vậy thì suy ra diện tích của hình chữ nhật này sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng thôi. 4 nhân 2 sẽ bằng 8 deci. 8 deci này thì chúng ta sẽ đổi. 8 deci thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 800 cm, đúng không? Và vậy thì đây là diện tích của hình chữ nhật. Hình này hình vuông có cạnh là 20 thì diện tích của hình vuông thì bằng cạnh nhân cạnh là A nhân A đó, thì sẽ bằng 20 nhân với 20 bằng 400. Rồi, như vậy thì một cái là 400, một cái là 800. Chúng ta xem nhỏ hơn, này không đúng. Diện tích bằng nhau, sai. Diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình vuông, đúng không? Đấy, 400 với 800 gấp 2 lần, chính xác. Vậy đáp án của chúng ta đây là đáp án gì? Đáp án C. Rồi, ta sang bài số 4 nào. Một lớp có nhiều hơn 40 nữa rồi. Có nhiều hơn 40 và ít hơn 50 học sinh. Biết rằng khi xếp hàng 3 hoặc bằng 5 thì đều thừa 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Đó, chúng ta có các đáp án là 90 này, 47 này, 17 này và 48. Bây giờ chúng ta thấy bài toán này nè, có nhiều hơn 40 và lại nhỏ hơn 50. Vậy thì cái số chúng ta cần tìm, giả sử đây là x đi, x lớn hơn 40 và nó lại nhỏ hơn gì, nhỏ hơn 50. Vậy thì đây chắc chắn là gì, cái đáp án A này chúng ta loại đấy đã. Vì sao cái này nó 90 lớn hơn 50 rồi. Đó, đây nó chỉ nhỏ hơn 50 thôi nha. Đáp án A chắc chắn là không được rồi. Vậy thì giờ x mà nằm trong cái khoảng từ 40 đến 50 này nè, thì chỉ có là các số là gì, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Được chưa? Đó, vậy thì ở đây chỉ có 4 bằng này số. Mà đề bài người ta chỉ cho chúng ta là B là 47 nè, D nữa nè, D nữa là gì, 48. Vậy giờ chúng ta chỉ cần tính 47 và 48 thôi. À, chúng ta chỉ cần lấy 47, ta chỉ cần lấy số 47, 48 để chúng ta thực hiện thôi. Và cái số này nó phải gì, hai cái số này nó chia cho 5 hoặc chia cho 3 thì đều có dư mấy, dư 2. Đó, vậy thì giờ chúng ta chỉ cần thực hiện thôi. Chúng ta lấy 47, chúng ta chia thử cho 5 đây nè, 47 chia cho 5 thì được bao nhiêu, phải là 8, 9, 9, 5, 45, còn dư 2 nha, chờ đẹp nha. Rồi, rồi 47 chia cho 3, 4 chia cho 3 được 1, 3, 1 là 3, còn 1, 17 chia cho 3, được 5 là 3, 15, còn dư 2. Đó, vậy thì 47 là chuẩn đúng không? Vậy thì đáp án chúng ta đây sẽ là 47. Rồi, vậy thì đó chính là phần trắc nghiệm. Được chưa? Ta sang phần thứ hai nhá, phần tự luận nào. Phần tự luận chúng ta có một số bài toán. Rồi, chúng ta sang bài và bài thứ nhất. Hai là mã này, bài số 1 này. Câu A này. Câu A chúng ta 3 phần 4 cộng 5 phần 2 trừ 4 phần 5. Rồi, chúng ta thực hiện phép tính này. Thì cái này quá đơn giản rồi, chúng ta thấy nè, 2 bằng này thằng có mẫu chung là 10 đúng không? Đấy, mẫu số chung bằng 10 thì thằng này sẽ nhân với 10, 20 chứ, 20 mới được, 10 không chia được cho 4. 20, 20 chia 4 thì chúng ta sẽ nhân với 5, thằng này sẽ nhân với 10 và thằng này sẽ nhân với 4. Rồi, vậy chúng ta sẽ có biến đổi nó ra sẽ bằng 5, 3, 15. 10 với 5 là 50. 4 với 4 là 10, 16. Rồi, tất cả chia cho 20, được chưa? Và chúng ta sẽ bằng 60, 65 trừ 16 chia cho 20. Được chưa? 65 trừ đi 16, 15 trừ đi 6 thì còn 9, 6 trừ đi 1 nhớ sang là còn 40, 49 đúng không? 49 phần 20, được chưa? Được chưa nào? Rồi, vậy thì câu A xong nhá. Rồi, câu B nè. Câu B 1 phần 4 nhân 2 phần 3 chia cho 1 phần 3. Rồi, vậy thì ở câu này thì chúng ta sẽ thực hiện cái phân số chia này đảo ngược thôi, sẽ bằng 1 phần 4 nhân 2 phần 3 nhân với đảo ngược lên là 3 phần 1. Rồi, vậy thì giờ chúng ta chỉ việc nhân tử với tử và mẫu với mẫu sẽ bằng 1 nhân 2 nhân 3 chia cho 4 nhân 3 nhân 1. Đó, 1 nhân 2 là 2, 2 nhân 3 bằng 6, 3 nhân 4 12, 12 nhân 1 là bằng 10, 12. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ rút gọn 6 phần 12 thì chia cả tử và mẫu cho 6 sẽ được 1 phần
1/2, được chưa? Chưa nào. Rồi sang ba câu C nhá. C nào. 2 × 3 × 4 × 5 chia cho 6 × 7 × 8 × 9. À đây là một trong những cái bài mà đợt vừa ôn tập vừa rồi đó chúng ta đã được thầy giới thiệu cho rồi. Không biết là các bạn có còn nhớ không? Vậy đây chúng ta sẽ tách ra thôi. Tách cái này nè. Đó, tách những cái số 6 nè. Số 8 nè, số 9 nè. Đúng không? Tách nó ra để chúng ta triệt tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ tách số 6 này sẽ bằng 2 × 3 nè. Chờ số 8 này sẽ bằng 2 × 4 nha. Các bạn hiểu không? Cái bài này chúng ta đã làm lần rồi. Nó sẽ bằng trên tử vẫn là 2 × 3 × 4 × 5 chia cho cái mẫu nè. Ta tách ra nè. 6 sẽ bằng 2 × 3 nhân với 7. Số 8 ta tách ra là 2 × 4 rồi nhân với 9 giữ nguyên. Rồi, mục đích ta tách để chúng ta triệt tiêu. Rồi, đây có 2, đây có 2. Ở đây có 3, đây có 3. Ở đây có 4, đây có 4. Vậy thì trên tử chỉ còn mấy đây? Chỉ còn 5. Và dưới mẫu còn 7 × 2 × 9. Mẫu còn 7 × 2 × 9, đúng không? Đó, và chúng ta sẽ bằng gì? 5/7 = 24, 14 × 9. 14 x 9 bao nhiêu nhỉ? 14 x 9 thì bằng 114 x 9 này. 94 36 6 nhớ 3, 91 là 9, 9 nhớ 3. 9 nhớ 3 10, 12, đúng không? Thì sẽ bằng 126. Rồi, lại xong bài C nhá. Chưa? Đó, chúng ta lưu ý cái cách mà chúng ta tách ra để chúng ta thì áp dụng cái cách mà tính nhanh nhất ạ. Rồi xong bài tiếp theo, bài tìm x. Tờ giấy khác đây. Số 2 tìm x nhá. Câu A nè. Tìm x câu A. Ta có 3/7 × x = 1/3. Rồi, bài tìm x này thì như phần trắc nghiệm vừa nãy thầy đã nói, chú ý về cái dấu thôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng x sẽ bằng gì? X sẽ bằng cái gì nhỉ? Ừ, đúng rồi, x sẽ bằng 1/3 chia cho 3/7. X sẽ bằng nhân đảo ngược nên thôi, 1/3 × 7/3. Rồi, x sẽ bằng 7/9. Đúng không? 71 là 7, 799. Rồi, được chưa? Câu A được chưa? Rồi, câu B nè. Câu B của chúng ta là có 3/5 chia cho x bằng 2/3. Rồi, vậy thì ở đây x, chúng ta lưu ý chúng ta đưa sang đây thì phải đảm bảo cho x sẽ bằng gì? Đưa cái 2/3 sang nha. Đó, x sẽ bằng 3/5 chia cho gì? 2/3. Rồi, và x sẽ bằng 3/5 nhân với đảo ngược lên 3/2, và x sẽ bằng 33 là 9. 9 nhân với 52 là 10, 9/10. Rồi, được chưa? Đó, bài này một trong những cái bài cũng tương đối là gì dễ. Rồi chúng ta sang bài số 3 của phần tự luận. Bài số 3 họ yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức. Rồi câu A. 85.000 chia cho 1.000 cộng với 18 và nhân với 102. Rồi vậy thì ở đây chúng ta thấy đây là biểu thức mà có gì cộng ở giữa, đây có chia, có nhân. Chúng ta có ưu tiên tính cái gì không?
Không, cái này chúng ta tính tuần tự từ trái sang phải thôi, không có gì hết. Cái này 85 chia cho 1 85.000 chia cho 1.000 thì kết quả ở đây sẽ là 80 85, đúng không? Rồi chúng ta nhân cái này 18 này, nhân đến 102. Chúng ta lấy 102 nhân với 18. 82 16 với 6 nhân 1 8. 1 là 1, 8 1 là 8 này. 21 là 2. 10 là 0, 11 là 1, 6 3 8 1. Vậy thì sẽ ra là 1836. Chưa? Đó, sẽ bằng 85 cộng với 1830 36. Và chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 5611 1 nhân 1. Rồi 1921. Rồi, đã chỉ được thức A được chưa? Đó, kết quả là 1921 nha. Rồi, tại thầy đang giải trong thư viện rất là gấp gáp nha các em. Rồi, câu B. Gấp gáp sắp hết giờ hành chính đóng cửa rồi. Rồi, câu B. 120 nhân 2 trừ 50 nhân với 3, tất cả chia cho 30. Rồi này chúng ta thực hiện trong ngoặc trước thôi, không có gì khó khăn cả, đúng không? Rồi chúng ta sẽ thực hiện ở đây 120 cặp này trước, cặp này sau. 120 nhân 2 thì sẽ bằng 240 trừ 53 15 150, đúng không? Rồi cái này vẫn là trong ngoặc và chia cho 30, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chỉ trừ đi 240 trừ 150 thì nó sẽ bằng 90 chia cho 30 đó, và nó sẽ bằng mấy nhỉ? 9 chia cho 3 bằng 3. Rồi như vậy thì bài 3 chúng ta đã chiến xong nhá. Đó, bài này chúng ta đã chiến xong rất là ngọt ngào. Còn chúng ta sang bài số 4, gạo. Trong ngày bán được số gạo loại 1 gấp 3 lần số gạo loại 2. Đó, chúng ta thấy cửa hàng gạo này. Trong ngày bán được số gạo loại 1 gấp 3 lần số gạo loại 2. Biết tổng số gạo bán được là 2 tạ. Hỏi số gạo mỗi loại cửa hàng bán được là bao nhiêu kg. Đó, bán được bao nhiêu kg. À, vậy thì để giải cái bài này thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái gì trước ấy nhỉ? Trước hết thì chúng ta phải biết được cái bài này nó thuộc cái loại như thế nào. Và trước hết ta thấy đây bán là 2 tạ, đây là chúng ta có 2 tạ, đây là cái tổng rồi nè. Đó, chúng ta có tổng rồi đó. Có tổng. Đúng không? Rồi. Loại 1 thì gấp 3 lần. 1 thì gấp 3 loại 2. Đó, vậy thì thầy viết như này các em đã hiểu biết đây là bài toán gì rồi. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số. Tỉ số 1/3. Rồi. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ tiến hành làm thế nào? Thế chúng ta họ hỏi kg ta phải đổi 2 tạ. 2 tạ này thì bằng bao nhiêu? 200 kg đúng không? Đó, ta phải đổi 2 tạ ra thành 200 kg. Đó, sau khi đổi 2 tạ ra 200 kg thì chúng ta sẽ có theo bài ra. Ta có sơ đồ. Rồi sơ đồ gì? Sơ đồ chúng ta có loại 1 nè. Loại 1 nó gấp 3 lần loại 2. Chúng ta chia này làm 3 đi. Rồi thì vẽ đại khái nhá, không có độ chính xác cao đâu. Đó, đây loại 1 nó 3 lần thì người ta hỏi bao nhiêu kg. Rồi cái loại 2. Loại 1 gấp 3 lần thì loại 2 chỉ chiếm 1, chỉ 1 phần thôi. Đó, và tổng ở đây là 200 kg. Rồi, được chưa?
Đó, vậy chúng ta đã hiểu được đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số rồi nha. Rồi, vậy thì dựa vào cái sơ đồ này, theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là mấy nhỉ? 1 cộng với 3 bằng 4 phần. Rồi, chúng ta có 4 phần. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm cái số nào trước? Tìm số bé cái gì nhỉ? Đúng rồi, ta sẽ tính số gạo loại 2 trước nhá. Số gạo loại 2, cửa hàng đã bán là, thời tiết hơi nhanh nhỉ, tại vì đang ngồi trong này nhá, đang ngồi trong thư viện, bán là bao nhiêu? Chúng ta lấy tổng số là 200 này, chia cho số phần này, đó, bao nhiêu nhân với loại 2 chiếm mấy phần? Chiếm 3, được chưa? Loại 2 chiếm gì? Chiếm 1 phần chứ. Loại 2 chiếm có 1 phần thôi. Vậy thì sẽ bằng 200 chia 4 sẽ bằng 50 kg. Rồi, vậy thì giờ đến đây ai cũng biết là số gạo loại 1 rồi. Số gạo loại 1, cửa hàng đã bán là, rồi đến đây ai cũng biết rồi đúng không? Sẽ bằng hai cách. Ta sẽ lấy tổng số trừ đi số loại 2 thì cho nhanh nha, bằng 150 kg, được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta có đáp số loại 1 50 kg, loại 2 150 kg. Đó, được chưa? Rồi, ta sang bài bài số 5 phải không? Bài số 4 rồi đúng không? Bài số 5 nè. Bài số 5 người ta cho chúng ta tổng của hai số là 120. Đó, tổng là 120. Tìm hai số, biết 1/2 số bé thì bằng 1/3 của số lớn. Vậy thì ở đây 1/2 của số bé, 1/2 của số bé này bằng 1/3 của số lớn. Tức là số bé chiếm 2 phần thì số lớn lại chiếm gì? Chiếm 3 phần, đúng không? 1/2 của số bé thì bằng 1/3 của số lớn. Đó, vậy thì cái này chúng ta có thể biết được là gì? Tức là số bé 2 phần thì số lớn mấy phần? Số lớn là 3 phần, đúng không? Rồi, không biết là thầy quay này các em có nhìn thấy không nữa. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ giải cái bài này nhá. Cái bài số 5 đó. Ở bài số 5 chúng ta sẽ thực hiện, thứ nhất là theo bài ra ta có sơ đồ sao nhỉ? Như ở trên ta đã phân tích thì số bé sẽ chiếm là 2 phần. Đó, số bé sẽ chiếm 2 phần. Đó, và đây là số nào? Và số lớn, số lớn nó sẽ chiếm là gì? 3 phần, thêm 1 phần nữa. Đây, chưa? Đó, và là số nào? Và tổng của số bé và số lớn này là bao nhiêu? 120. Rồi, vậy thế này quá dễ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành gì? Theo sơ đồ thì ta có tổng số phần bằng nhau là bao nhiêu? 2 cộng với 3 bằng 5 phần. Rồi, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta tính số bé nè. Vậy thì số bé là bao nhiêu? 120 à? 120 đúng không?
120 chia cho 5. Đó, và nhân với số bé nó chiếm mấy phần? Chiếm 2 phần. Rồi, 120 chia cho 5 thì bằng bao nhiêu? 12, 12 nhân với 2 là 40, 48. Rồi, tương tự như vậy thì số lớn quá dễ rồi. Số lớn sẽ bằng 120 trừ 48 và nó sẽ bằng 70, 72. Như vậy chúng ta sẽ có đáp số số lớn 72, số bé là 48. Được chưa? Thôi, như vậy thì trong cái ngồi mà rất là gấp gáp phải quay chúng ta một cái video mà giải cái đề số 10 nó cũng tương đối là dài đấy, không biết được bao nhiêu phút nữa. Đó, và ở đây nó cũng tương đối là ổn, nó có rất là nhiều con các bạn chơi giỡn rồi các bạn nghịch ngợm nữa. Đó, thì thầy đã hướng dẫn chúng ta một cái đề ôn luyện cái dạng kiểm tra cuối học kỳ cũng tương tự như cái đề mà thầy hướng dẫn này nè. Và các bạn lưu ý, các bạn đừng có hỏi nó có giống đề của trường các bạn không, thầy không trả lời được nha. Đây nó chỉ là gì, giống cái kiểu và cái dạng thôi, trường nào cũng vậy. Đề chúng ta sẽ làm trong 40 phút, sẽ làm trong 40 phút và sẽ có hai phần. Phần thứ nhất gọi là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Tuy nhiên thì cái phần trắc nghiệm ở cái bộ đề này nè, nó thầy thấy nó hay ở cái này thì chúng ta không thể nhìn một cái chúng ta làm theo kiểu mì ăn liền được, mà chúng ta phải tính toán. Đó, hay ở chỗ đó. Và cái tự luận thì nó cũng tương đối thôi. Tự luận thì nó cũng là xoay quanh các cái kiểu mà chúng ta đã học, như là tìm hai số khi biết tổng và tỷ này kia, đó, vân vân. Rồi, đến đây thì thầy và các em chia tay nhá. Rồi, mẹ nó cũng kêu lên rồi. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Bye bye.